8 map liên tiếp tới từ Karahau. Và có thể nó sẽ không dừng lại ở con số 8. Đúng vậy. Và chắc chắn là nó không dừng lại con số 8 rồi. Bởi vì bây giờ trong trường hợp là Karahau thắng map này đi thì sẽ phải bắn về bên phía King Zero tiếp. Thua map này đi thì sẽ phải bắn map 5 về bên phía Ranking Esports tiếp. Ôi là chắc chắn ôi. Là nó không thể dừng lại ở con số 8 để cho bên phía của Karahau được. Ranking sẽ là những người được khởi đầu bên phía phòng thủ, một bên có lợi hơn tại map thi đấu trạm vệ tinh. Map pick của Karahau mà. Do vậy Ranking được quyền pick sai. Một góc kê rất đẹp tới từ IceQ. Đây đồng thời là góc kê mà coi là trắng tay liên tiếp, một góc kê khó đấy, không phải dễ đâu. Chúng ta thấy đến IceQ một tay ngắm đẳng cấp và cũng có thể trượt. Coi của bên Trung Quốc cũng vậy, một góc kê phải nói cực kỳ hẹp, phải phản ứng rất nhanh. Quay đã xe có những cái ping. Quay xe tới từ bên phía Karao rồi, họ sẽ không tiến tiếp vào khu vực bom xe B nữa, nhưng có lẽ Ranking biết điều này. Ranking đang về bắn 3A, hai người cương cửa, một spam để đánh động tới từ bên phía Ranking. Flash the pop, họ sẽ đi qua quả smoke này luôn. Bắn con nằm tại cuộc PC thì Hiếu Mèo đang cố gắng đổi. Double kill, triple kill dành cho KT15. Map trước KT15 không chơi thì map này phải chơi bù thôi KT ơi. Bravo tại khu vực cách lỗ thông tin ra và đó là cái mặt dành cho Nevit. Một round đấu mà KT15 có được cho mình 3 frag. Anh ta buộc phải chơi thôi. KT15 chìm sâu quá lâu rồi. Hai map liên tiếp KT15 chìm sâu. Với việc muốn giữ được vị trí trong đội hình của Ranking, KT15 phải chơi. Tôn sấy thực sự là ác tới từ KT15. Ba mạng hạ gục luôn. 1-0 cho Ranking. Thực ra thì từ nãy tới giờ Ranking luôn là những người có được ra thi đấu đầu tiên. Ui, Rambo bắn được KT15. MVP của round trước rồi. Rất nhiều map thi đấu từ nãy tới giờ Ranking là người có được điểm số đầu tiên, thậm chí điểm số thứ hai luôn. Nhưng duy trì cái mạch chiến thắng lại là điều mà bên phía của Ranking chưa làm được. Đấy, bị đấm được đô la rồi này. Chúng ta thấy là cả hai bên đều có những tay AK quá là thượng hạng đi. Đến dưới tháp chân thành tháp. Công. Chả mình chưa? Bay mà né được. Giảm được sát thương đấy, chứ quả đấy mà lùi lại thôi là sẽ mất nhiều hơn 25 máu. Rambo chủ động tiến lên là trừ 25 là may rồi. Chúng ta nên nhớ trong một trận đấu căng thẳng như này, sai lầm của đội này sẽ là cơ hội của đội còn lại. Đấy là một cái điều tất yếu. Chứ không phải là tôi bênh đội tuyển nào cả. Chúng ta đều hướng về chiến thắng thôi. IceQ có góc kê đẹp. Rất đẹp. IceQ anh ta phải tự lập chân khi Hiếu Mèo trở về. Quan trọng là thời gian này thì Karahau phải tìm một cách gì đấy. IceQ đã có câu trả lời với mạng của Shady. Hiếu Mèo bắn được tung đón Lucas. Double kill cho Hiếu Mèo. Và Nevit bắt được Rambo đang cố trèo qua được khỏi chân tháp. Bắt bài 2 rồi. Mọi thứ là mỹ mãn cho Ranking ở round đấu vừa rồi. Bây giờ sẽ phải hầu lại. Map đấu này là map đấu mà Karahau đã gặp rất nhiều khó khăn ở phần sân Blacklist. Và chưa kể đối thủ là một đối thủ truyền kỳ, đối thủ quen thuộc của Karahau, Rank Esports. Hai đội tuyển này gặp nhau quá nhiều quốc nội rồi. Cướp chân tháp nhanh đến từ vị trí của Lucas. Lucas sẽ là người phát động tấn công. Một quả flash pop. Tôi không nhìn thấy cái tiếng nó pop ra. Nhưng mà nét là tốt đến từ Ranking. Tạm thời qua được một nửa mid. Hồi sinh thì sao? Trả thêm được cả smoke. Mid 2A. Lucas sẽ clear hồi sinh. Ôi kìa, sấy AK hơi nhiều đạn đến từ Lucas và Nevit đã cover từ bom xe B. Mất đi Lucas, bây giờ vào mid 2A. Kim Bục có được cao A. Shady có được phát còn. Ở khu vực ngách bom xe A là clear. Dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Ice Cube Nevis chiếm lại thế nào đây? 2 bắn 4 cơ. Nevis 25 viên AK còn lại. Có phân phát được dân chủ không? Đô la. Trời ơi, một góc kê quá lợi. Và Ice Cube vác ngắm. Ice Cube vác ngắm. Bắn headshot được Rambo. Thách thức nhấp nhả này. Nhưng ba người này vào giữa, tiếng rút lục đã lộ thì vĩnh biệt Ice Cube. 1-2 rồi. Lại là tiếp cận chậm đến từ Carahao. Carahao ép toàn bộ đội hình sang phần sân bên tay trái, vừa để tránh những pha stack dead ở khu vực mid và vừa để tránh những tình huống đẩy ép của ranking. Nevis KD là 4-1. Phát còn tuy chưa chơi điện tử nhưng có 4 hỗ trợ là một điều rất đáng khen rồi. 4 hỗ trợ là bằng chứng rõ ràng nhất của phát con là anh ta luôn có mặt. Chỉ là hơi xui bị đồng đội KS mạng thôi. Lại là cướp mid sớm. Nhưng mà trái flash này của Lucas hơi trưng hửng. Hiếu mèo nhìn thấy được cái gì không thơm rồi. 3A. Ice Cube đã có mạng đánh chặn ở đây. Double kill cho Ice Cube. Multi kill cho Ice Cube. Một kèo đến thăm vào vị trí mà Ice Cube trấn thủ. Và cái giá phải trả cho Carahao sẽ là con số 3. Rambo đang đấm vào mồm của Ice Cube nhưng nó là không đủ. Và Shady đã đến. Ở kìa. Sao không back up cho Nevis với? Ice Cube chết rồi thì những người trong boss A phải di chuyển chứ. Rank Esports họ đang bình tĩnh. Họ đang muốn cho Carahao kẹt ở trong bonsai B. Nhưng liệu có phải đúng không? Có đúng không đã? Quan trọng là có đúng không? Bom sẽ được đặt thôi. Rambo đang sợ móc. Bây giờ vào thẳng luôn. Bom chưa đặt mà ranking ơi. Từ từ thôi nào. Rambo bắn trượt. Bây giờ Shady đang móc. Shady múa. Ơ tự nhiên lại dâng chiến thắng. Trời ơi ranking ơi. Thật đấy. Ice Cube đã làm đến vậy rồi mà. Tôi không biết nói gì hơn nữa. Tôi nghĩ Ice Cube cũng không biết nói gì hơn. Đúng rồi. Rùi cả mắt luôn từ Ice Cube bảo công chiêu tôi à. Xem trên camera chụp cao thì thấy là Ice Cube thực sự là cũng rất khó hiểu với pha xử lý vừa rồi của ba thành viên còn lại đây. Bên phía của ranking. Rõ ràng người tràn vào mà lại không thể đổi được bất kỳ ai. Chịu thật đấy. Đã có những sai số trong đội hình của ranking rồi mà nên nhớ rằng nếu cứ một round đổi một round như thế này thì tí nữa bên phía ranking sẽ là những người lỗ. Ta nết được dội tại khu vực cửa A nhưng bên phía ranking không có ai đứng ở đó cả. Quá buồn rồi, bị ám ảnh bởi round đấu vừa rồi nhưng từ từ đã nào. Trong round đấu này thì đang muốn sửa sai từ ranking ép lên đến từ vị trí của Ice Cube. Các ông không làm thì để tôi làm. Tránh xa một bên đi và KD15 lủng mất mít rồi. 3 bắn 3. Kim Boom nửa đời. Sau lưng cơ hội bắn chặn dành cho Nevis. Nevis đã bắn trượt tơn đạn của mình và truy. Carahao vẫn chưa cử ai nhìn phía sau. Vẫn sẽ là đuổi thôi. Đuổi đến từ Nevis. Nevis vào thẳng luôn mà. Là nhanh. Ai có cái mạng thứ hai. Các ông không làm thì tránh ra tôi làm. Nào có chốt được không? Lại là lợi thế về người. Nhưng mà hiếu mèo vào sau làn khói và Nevis đã có quyền lên tiếng. Shady Ice Cube. Nào, Shady. Xử lý quá ghê tới từ đội trưởng Shady. Bị bắn rất nhiều viên đạn AK vào người. Và thậm chí là qua cả cái khu vực thùng PC. Nhưng tất cả những gì Shady cần nhả lại chỉ là đúng một viên thôi. Quá kinh khủng tới từ đội trưởng Shady. Tôi bắt đầu đánh thương Ice Cube ấy. 8 frag này cho Shady rồi nha. Phía bên này thì Ice Cube là con số 7. Nhưng Fatcon thì đang lại là con số 0. Chạy lâu quá không tốt đâu Fatcon ạ. Round đấu vừa rồi Fatcon trên chay đấy. 4 hỗ trợ thì vẫn là 4 hỗ trợ. Thực sự rất đáng thương cho Ice Cube. Tôi vẫn tiếc cái round đồ ấy. Giá như bọn ba Bossaya siết chặt vòng vây từ sớm, cứu được Nevis hoặc hạ được Shady đang trở về Bossay B thì có phải là ok không?
đã chiếm được tháp tới từ IceCube rồi này. Carao đang phòng thủ phải nói là rất sâu bên phần sân của BL. Mặc dù họ là những người phải tấn công nhưng thời điểm đầu họ có quyền được thủ. Thời gian còn nhiều mà. Đây thì bắt đầu clear lại dần khu vực ngách tới từ đô la. Nhưng ngách thì ranking không có ai đứng cả. Quan trọng cái vị trí bất ngờ nhất là Ice Cube ở trên tháp thôi. Và Ice Cube bắt được một rồi nhưng ngay lập tức là tình huống đổi tới từ Kim Boom. Nhanh như điện vậy. Hiệu suất của Ice Cube thì lúc nào cũng là rất cao. Từ nãy tới giờ hầu như round nào Ice Cube cũng sẽ đổi được ít nhất là một. Nhưng giờ anh ta nằm mất rồi. Mạng IceCube đổi đô la có đáng không? Ép ra mid luôn đến từ vị trí KT15. Nhanh chóng có được mạng đến từ Lucas. Lucas đã phải nằm. Nào, bây giờ hơn người, lui về thôi. 2A 2B, thậm chí là cả hai side đều có thể nhìn được mid. Một cái thế đẹp rồi. Nhưng vị trí của David, anh ta phải chơi tốt. Falcon đã quay lại, nhưng Falcon và David chết chạy. Nó lại là bất lợi cho ranking. Nhưng bây giờ vào xin chết đến từ Hiếu Mèo và KT15 cũng tương tự. Con số 4 rồi. Một con số bản lề ở Blacklist tại trạm vệ tinh. Shady quá hay, thực sự là như vậy. Bắt đầu cắn móng tay tới từ Nevit. Hiếu Mèo thì cũng đã có những cái lắc đầu. Còn chắc chắn là các thành viên của bên... Ồ, có lẽ là có sự cố về kỹ thuật ư? Tôi tự nhiên tôi thấy nhạc bỏ cả tai nghe này thì đúng là trọng tài đã có tín hiệu tạm dừng rồi. Có tiếng cả ở menu luôn rồi mà. Chúng ta hãy cùng xem. Những thể thức của chúng ta thì là không được bao. Như vậy thì khả năng sẽ là lỗi về mặt đường truyền hoặc là máy móc. Sẽ là phải chờ thôi. Chờ chờ công tác đến từ tổ trọng tài. Chúng ta chưa biết được vấn đề gì đang xảy ra nhưng mà cái sự cố vừa rồi đã khiến cho trận đấu này đang giảm lửa. Và lỗi kỹ thuật thì không biết được xác định từ bên nào nhưng mà đã có tin nhắn đến từ ban tổ chức đó là một trong hai đội tuyển đã gặp vấn đề về kỹ thuật và trong lúc chúng ta sửa lại kỹ thuật thì chúng ta hãy cùng điểm lại đi là Carao họ đã lên được con số 4. Và thực ra những con số đấy đều có được là do các thành viên của Rank Esports họ đã có những cái sai lầm trong khoảnh khắc chí mạng thôi. Với đó thì chúng ta cũng phải nhắc tới cái pha tỏa sáng tới từ Shady nữa. Đúng vậy. Shady map này đang thực sự là quá cháy. IceCube thì cũng cháy đấy nhưng mà quan trọng là những người đồng đội của IceCube thì lại mắc lỗi nhiều hơn. Mắc lỗi nhiều hơn so với những cái gì mà IceCube có thể tạo ra. Đã có những tình huống IceCube đổi đến 3 rồi mà vẫn thua thì thực sự là đành phải chịu thôi. Đúng vậy. IceCube cũng đành phải chịu thôi. Đây rồi, đã có tín hiệu quay trở lại rồi. Một chút khích lệ tinh thần tới từ các thành viên bên phía Carahao. Và họ cũng rất gần với cái tấm vé để đặt chân vào trận đấu chung kết. Cùng với đó là tấm vé để tham dự giải CF Invitational. Đúng vậy. Còn đối với ranking thì cái tấm vé đấy nó lại đang ngày càng xa họ hơn. Nếu cứ thi đấu như thế này, nếu chỉ có một mình IceCube tỏa sáng thì chắc chắn việc các thành viên bên phía ranking eSports bị loại là điều dễ hiểu mà thôi. Đây là tựa game 5 người, là một tựa game đồng đội. Cánh én không thể tạo nên mùa xuân. Trận đấu đã được tiếp tục, khoảng cách đang là 2 round nhưng quan trọng là 2 round của BL. 2 round từ phần sân Blacklist cơ mà bây giờ mới ra cả round 7 nhá. Carao đã còn vượt qua được cái chỉ tiêu của họ bên phía Blacklist rồi. Con số tối thiểu chúng ta vẫn thường đề ra đó là con số 3. Nhưng bây giờ Carao thậm chí đã có được con số 4. Và họ vẫn còn cơ hội để nâng cao con số này hơn. Để xem nào. Vẫn sẽ là Hầu. Rank eSports họ xếp được rất nhiều đồ. Nhưng quan trọng là phải trả ra. Trả ra thế nào đây? Lại là cướp mid thời điểm sớm. Ở vị phát con anh ta ngửi được rồi. Phát con anh ta biết được có thành viên của Carao qua mid rồi. Phải cứu. Phải cứu đến từ vị trí hồi sinh. IceCube không biết bắn ai. Trong cái chốc bòi Rambo. Rambo
có biết được sự tồn tại không, nhưng David cũng trắng tay. Thôi xong rồi, con số 5 Karaka sẽ dành cho Karao. Có được góc tầng 2 đến từ vị trí của Lucas và Kim Bung quậy ở ngoài. Quá nhanh, quá nguy hiểm và phát con buông súng đầu hàng thôi. Hạ gục cả 5 người bên phía ranking mà Karao không mất bất kỳ ai. Một bài tấn công mid to be quá kinh khủng tới từ Karao, từ những quả smoke, từ những quả flash, từ những tình huống di chuyển với nhau. Quá gọi là ăn khớp đi. Và bây giờ với việc lên được 5 ở phần blacklist, ranking eSports phương án bây giờ của họ là gì? IceQ lại một lần nữa nằm xuống. Quá cố tới từ vị trí của IceQ rồi. Cố quá thì là quá cố. Mất đi IceQ. Ranking eSports cảm giác như họ đã mất đến cả 50% sức mạnh thời điểm bây giờ. Không chỉ mình IceQ xanh, Navy ấy, KT15 cũng bắt đầu tập tin. Quan trọng là phát con phải xanh nữa cơ. Vừa nói KT15 xong thì anh ta ép mid ra và chết luôn. CD nửa đời. CD chính xác là 35% HP. Rồi, CD check được ở khu vực bóng cửa B có người. Nevit đang gài chân tháp bắn kẹp với Hiếu Mèo. Hiếu Mèo đã vá vào KT15. Bây giờ quan trọng là CD chỉ cần thu hút ở đây để tạo điều kiện cho khu vực bóng sai còn lại dọn dẹp. Nên popcorn CD lộn Santo ra cả ngoài bản đồ. Cái xác còn văng ra cả ở khu vực tháp. Một pha nết quá gấu của Hiếu Mèo. Với việc là KT15 trả về là CD trừ 65. Qua mid thôi. Ranking eSports cùng thời điểm này họ đã rời khỏi mid. Bắt đầu pop flat để có thể chiếm vị trí tới từ bên phía Karao. Họ đã chiếm được mid rồi. Quan trọng là đến đâu đây? Mid đến đâu đây? Mid to gì đây? Mid to B hay mid to A? Mid to A, mid to A, smoke cửa B mà. Rồi xong rồi, một mình cụ Phát. Cậu Phát ơi. Cậu Phát từ từ, vẫn là chưa lại quay, lại quay. Quay xe từ Karao. Hơi phức tạp rồi, lại phức tạp, lại phức tạp. Đúng rồi, mid to B rồi, mid to B rồi. Nhưng mà B có Hiếu Mèo. Từ từ đã nào. Còn David rồi, nhưng mà là double kill. Còn Lucas cơ, Hiếu Mèo thì sao? Cậu Phát. Bây giờ mọi hy vọng phải đặt tay vào cậu Phát. Một vết tai không hề dễ một chút nào. Cậu Phát không hạ gục được bất kỳ ai hết. Double pick là tốt tới từ bên phía của Karao. Và tỷ số càng ngày đang được bên phía Karao họ nới rộng ra. 6-2 bên phía Blacklist. Bây giờ thì ranking còn cái gì nữa thì phải bung hết ra vào thôi. Bài vở thì bung hết ra thôi. Ép luôn. Ép luôn để giải tỏa. Đây là round cuối cùng rồi. Round này không ép thì round sau không có cơ hội ép ở GR đâu. Bây giờ không ép thì đến bao giờ? Chiếm được tháp, chiếm được quảng trường mid, cắm được cuối hầm. Nhưng quan trọng là ngách. Phát con bây giờ mới lật đật ra ngách. Ranking eSports họ đã dâng đến hơn một nửa phần bản đồ rồi. Và Karao cũng đã chia ra những cái phân bố nhân sự và cậu Phát đã bị phát hiện tầm nhìn. Phát con vẫn chạy được với bàn chân nhanh nhẹn của mình. Nhưng vị trí còn lại thì ranking họ vẫn chưa phát động tấn công. Rồi một trái nết ném vào ngách là đủ hiểu là ranking đang ép. Họ đang ép với tất cả những quân số của mình chứ phát con. Bây giờ thì Hiếu Mèo đã lộ thông tin. Sẽ là trả quả nết chọn góc như thế nào đây. Phát con hạ gục được đô la, mạng đầu tiên đã có dành cho phát con. Trong cái round thi đấu cuối cùng của lượt thi đấu first half này. Đến round thứ 9 phát con mới mở tài khoản của mình. Ôi ôi. Ngủ sâu quá. Ngủ sâu hơn cả Davis. Rambo thì có mạng của KT15 ở quảng trường mid rồi. Ép trục mid. Biết được Rambo ở nhà. Rambo ở nhà cắm trại đem được cái mạng của Davis. Quái chưa kìa. Bây giờ phải về. Ôi, từ kia móc trong móc. Xen nhau rồi. Lộ tiếng rút AK và Hiếu Mèo đấm bay mồm. Bay mồm Rambo rồi. Bây giờ biết được Hiếu Mèo phía sau. Săn con mèo tên Hiếu nhưng double kill. Hiếu Mèo có bạn nha. Hiếu Mèo có bạn. Hiếu Mèo, bạn Hiếu Mèo đâu? Trời ơi. Bạn Hiếu Mèo ra xin chết.
gắt bay quá rồi và Hiếu Mèo cắn răng rồi. KT 15 thì nhìn xuống mặt đất, Nevit thì cũng là tương tự như vậy và Ice Cube thì mặt ngắn tún. Thất thần rồi. Bánh trôi bánh tàu tới từ các thành viên bên phía của Ranking Esports. Họ đã rất nỗ lực để có thể làm nên điều kỳ tích trong ngày hôm nay. Nhưng khi bước tới map thi đấu thứ tư này, tại trạm vệ tinh, Carao đang hoàn toàn thể hiện được sự vượt trội so với những gì mà Ranking Esports có. Món nợ tại khuôn khổ vòng bảng, Carao chuẩn bị trả cả gốc lẫn lãi luôn rồi. Nên nhớ chiến thắng tại cặp trận đấu này sẽ có tấm vé để bắn tại trận chung kết của APAC, cùng với đó là tấm vé để tham dự Invitational. Quá quan trọng. Chỉ có một đại diện của Việt Nam được tham dự mà thôi. Và bây giờ thì Boom, Boom không vượt qua được Hiếu. Quả flash được pop ra, Lucas sẽ vá lại luôn và bố hạ gục được KT15 mất rồi. 4-4. Nevit yếu quá. Hiếu Mèo cũng mất đi cái giáp đầu. Lucas bị phát hiện. Hiếu Mèo spam rất nhiều. Trả thêm smoke luôn. Hồi sinh là Shady. Bắt được thương binh Nevit rồi. Trả thêm trái flash cho nó bó cẩn đến từ anh trưởng. Trời ơi quả nết. Nhưng mà cũng không có quá nhiều sát thương, chỉ đẹp về mặt hình ảnh thôi. Ice Cube biết được sự có mặt của Shady. Mid2B, Shady được chăm sóc 12 người, nhưng Shady vẫn mang được Ice Cube về. Hiếu Mèo đang mid tham mình và Rambo tiến Hiếu Mèo và phát còn chỉ có double kill thôi. Bắn AK thì cũng ngầu, nhưng phát còn không thể làm thêm nữa. 2-8 rồi. Ở thời điểm bây giờ tôi phải nói đây sẽ là một cuộc trả đũa ngọt ngào Carao. Nevit chuẩn bị va nhau. Trả thêm smoke này. Nevit có muốn vào không? Quyết tâm vào. Vào một đội một thôi. Shady đã quyết định chơi an toàn khi Dola ngã xuống. C4 cũng đã lộ. Dola nhìn thấy C4 hồi sinh. KT15 giải quyết được Rambo và Shady chắc chắn sẽ chết theo khi không còn góc để bắn, nhưng Lucas lại bắt đầu vá vào khu vực hồi sinh. Lucas không thể qua được nữa, góc đấy là quá rộng. Một mình Kim Boom không thể cân hài khi phát còn bắn bay non Kim Boom. Tám ba vẫn là một con số quá an toàn dành cho Carao, thực sự phải nói là như vậy. Bây giờ thì bên phía Ranking Esports họ muốn tăng tốc rồi, họ muốn thật là nhanh để gỡ gạc lại những cái gì họ đã mất. Nhưng nhanh quá thì cẩn thận gặp chốt nha, cẩn thận gặp chốt nha. Kim Boom, quả flash và KT15 nằm xuống trước họng súng của Boom rồi. Cái bài này đã dùng với 9 rồi, nhưng bây giờ muốn mid 2A để có mạng, nhưng phát con giơ đầu vào súng của Shady. Nhảy thì đẹp đấy, nhưng là nhảy vào nòng súng ai cũng có được một mạng móc thôi, và chỉ một mà thôi. Con số 9 khả năng cao sẽ trao vào tay Carao, nhưng ở đây Dola và Nevit đấu trí với nhau. Dola thấy cái đầu Hiếu Mèo, Dola đổi được một là hay rồi. Những cuộc trao đổi mà Carao đang rất muốn Ranking đổi tiếp với mình, bởi vì Nevit đổi được một là không đủ. Nevit trốn, bất ngờ, bay tẩy. Không, lại sao lại phô ra, bắt được một Rambo sai thám mình. Chỗ hai người dình Nevit và nhất định, và Shady giơ ngón tay. Một round nữa thôi. Một round nữa đối với các thành viên bên phía Carao. Còn Ranking là 6 round liên tiếp thì mới có thể bước vào tới với loạt extra. Thời điểm này thì có lẽ nó đã là quá khó dành cho bên phía của Ranking rồi. Thực sự là quá khó dành cho Ranking rồi, và họ gần như đã là vớt trận. Carao quyết định là phủ đầu luôn. Đánh phủ đầu luôn tới từ Carao. Và cái tên bước vào trận đấu chung kết sẽ là các thành viên bên phía Carao mà thôi.
Lệnh của Shady thì đã đọc và bây giờ bốn thành viên còn lại sẽ khớp lệnh cho anh trưởng. Bây giờ Shady sẽ gồn. Nào khớp lệnh cho anh. Bây giờ các thành viên còn lại của ranking là Ice Cube và Nevis. Liệu có vượt khó được không? Nhưng cơ hội này nó mong manh lắm. Còn không có bom. Không có bom, nó giống như là Hà Nội 39 độ và bỗng nhiên lại xuống 14 độ hoặc có tuyết rơi vậy. Cần phải nhặt kết quả C4 này đã. Ice Cube mồm rồi. Kim Bum thì mắt dán hết cả vào màn hình. Sự tập trung đang được Kim Bum thể hiện. Và bây giờ thì một tình huống ép mid. Và đó là vị trí của Rambo tìm thấy Nevis. IQ đã mồm. Ice Cube đã mồm. Bye bye. Và bây giờ thì Ice Cube không thể nào làm được gì. Và cái tên góp mặt vào trận thi đấu chung kết Carahou, cùng với đó là tấm vé tham dự CFF Invitational. Đường kim vô địch của CFL vẫn thể hiện được